yêu Thượng Đế một cách tự nhiên. Cộng tu tại đạo tràng Florida ngày 8 tháng 6 năm 2001. Sư phụ gặp đồng tu buổi chiều. Tôi biết quý vị nhớ tôi nhiều lắm. Nhưng khi gặp tôi, quý vị đừng nhảy lên người tôi hay là muốn ăn thịt tôi. Có cảm giác như vậy. Tôi có cảm giác như quý vị muốn ăn thịt tôi và tôi thấy hơi sợ. Phản ứng quá mạnh, quý vị biết đó là gì không? Quý vị phải làm ra vẻ khó khăn một chút. Nếu làm khó, có thể tôi sẽ chạy theo quý vị. Tôi nghĩ người ta nói như vậy, phải không? Nếu yêu ai, quý vị phải làm ra vẻ khó khăn, phải không? Và rồi họ sẽ chạy theo quý vị, có phải vậy không? Tôi nghe như vậy, có đúng không? Quý vị có kinh nghiệm chưa? Phải hay không phải? Dạ phải. Phải à? Vậy hãy làm ra vẻ khó khăn, rồi có thể quý vị sẽ được tôi. Mừng gặp quý vị. Cũng mừng gặp ngài, sư phụ. Chúng ta hãy có màn gì đó. Cho ta xem người có tài gì đây. Bước ra, bước ra. Hãy nhảy múa hay gì đó. Làm nhanh một màn, lẹ lên. Nếu không, nhà ngươi phải im lặng bởi vì bây giờ ta bắt đầu. Tôi chỉ đem nó đến cho đám trẻ và cũng để nó không có quá cô đơn trên kia. Thấy đó, quý vị luôn ồn ào, nên tôi đem theo mấy con chim. Chỉ để án đi tiếng ồn, để tôi không phải nghe gì cả. Biết không, những câu hỏi dở và đại khái như vậy. Nó sẽ giải quyết những câu hỏi dở. Tôi chỉ trả lời những câu hỏi hay. Quý vị khỏe không? Dạ khỏe. Khỏe à? Hôm nay ai là người mới? Ai mới đến? Chà, tất cả đều mới đến à? Và ai đã ở đây từ đầu đến giờ? À, ha. Quý vị ăn tối chưa? Chưa. Cứ tiếp tục nha. Quý vị có thể ăn và nghe cùng một lúc. Đó là hai giác quan khác nhau. Dù sao, nếu hôm nay không đủ thức ăn, quý vị biết tại sao rồi. Tại sao? Quý vị không biết à? Họ đã ở đây lâu rồi, ăn hết cả đồ dự trữ của tôi. Tủ lạnh, quý vị biết cái tủ đá lớn. Trống trơn, từ khi họ đến đây. Cho nên nếu không đủ thức ăn, quý vị đổ lỗi cho họ, những người đã ở và mọc rễ tại đây. Và không muốn về nhà. Vậy những người mới đã ăn rồi à? Dạ. Thức ăn ngon hả? Dạ. Tốt. Trời ơi, đem hết mấy đứa nhỏ. Phải, để nó trên đó, để nó ăn và được tự do. Phải. Không sao, không sao. Được. Khi muốn rờ chim hay là chó, quý vị rờ nhẹ nhẹ thôi, như thế này. Chỉ như là chiếc lông. Nếu không, chúng có thể sợ và chúng bóp. Mấy con chim này không phải cho con nít chơi. Nếu người lớn chăm sóc và con nít vuốt ve một chút thì không sao. Nhưng không phải cho con nít nuôi chơi vì chúng mổ rất mạnh. Phải, rất mạnh. Đôi khi chúng không cố ý hại quý vị. Chỉ là phản ứng tự nhiên khi sợ. Chúng có thể đả thương và quý vị sẽ bị chảy máu ba chỗ nếu nó mổ quý vị. Bởi vì mỏ của nó như vậy, quý vị biết đó, như vậy. Khi nó làm vậy, 2, 3, 1, 2, 3, đau lắm. Quý vị không tin tôi thì cứ thử. À, tôi chỉ muốn gặp quý vị, có vậy thôi. Chúa ơi, quý vị ngày càng xinh đẹp, giống như tôi vậy.
Thật ra tôi đã nói rồi, tôi là người khiêm tốn nhất trên toàn cầu. Vậy quý vị nghỉ khỏe trong cuối tuần này nha. Quý vị có ở lại không? Dạ có. Cho đến ngày mai. Dạ. Một số ở lại lâu hơn à? Dạ. Hả? Phải, giờ đang mở cửa, nơi đặc biệt, mọi người đến. Tôi đã nói rồi, quý vị có thể đến và đi. Và ở tới khi nào cũng được. Giờ thì tôi không màng nữa. Khi tôi còn đây, quý vị có thể đến và đi tự nhiên. Đây là nhà của quý vị. Chúng ta có chỗ lớn và đủ thứ. Chúng tôi không có đủ phòng, nhưng quý vị tự đem nhà của mình. Lều, chỉ một bọc, hai ba bộ quần áo nhét vào đó, bàn chải đánh răng và một đôi giày chạy bộ. Quý vị chỉ cần có vậy thôi và có thể sống một thời gian dài. Quý vị có thể sống lâu hơn với ít đồ đạc. Nếu quý vị chưa ăn tối xong thì xin cứ tự nhiên. Tôi chỉ đến chào quý vị, tôi sẽ ở quanh đây. Hãy ăn tự nhiên rồi tôi sẽ đến. Thì tôi có thể nói chuyện với từng người một. Như vậy tôi sẽ không bao giờ làm gì được. Nếu cứ bao quanh tôi và khiến tôi trở thành người duy nhất. Tôi muốn là một trong số quý vị, không phải là một cho quý vị. Một trong quý vị. Như vậy dễ hơn. Tôi đã nói nhiều rồi, tôi không biết có kết quả gì không. Tôi vẫn cố gắng, vẫn cố gắng. Chúng ta làm vậy được không? Dạ được. Được à, vậy thì hãy làm đi. Tự nhiên như là tôi không có ở đây, như là tôi không có mặt. Rồi tôi đến nói chuyện với quý vị. Quý vị nghe đây. Nếu có ai có thắc mắc gì, thì đến đây để hỏi. Chỉ người có câu hỏi thôi. Những người mới và người có câu hỏi, hiểu không? Chỉ những người có câu hỏi. Những người có câu hỏi có thể ở đây. Nếu không có câu hỏi thì chúng ta sẽ gặp lại sau. Hãy đưa máy vi âm. Con sẽ nói tiếng Trung Hoa, tiếng Anh của con không có hay lắm. Hay hay, tiếng Anh của quý vị cũng được. Một số người nói với con là chúng ta có thể ăn chao. Chữ chao bằng tiếng Anh nói như thế nào? Bởi vì một số chao có rượu. Nhưng khi con mở ra mà không có rượu, con vẫn ngửi được mùi rượu ở trong hũ chao. Vậy con có thể ăn được không? Nếu nó là món chay và chỉ có một chút rượu thì không sao. Nhưng bình thường nó không có rượu, phải không? Dạ, cảm ơn. Thưa sư phụ, mỗi lần gặp ngài, tim con tràn ngập niềm vui và con thấy thêm nhiều ánh sáng. Khi con về nhà, nó càng ngày càng ít. Vậy thì trở lại. Con luôn luôn muốn đến gặp sư phụ. Hãy trở lại đôi khi quý vị cần sự giúp đỡ. Sư phụ, con có câu hỏi. Con thọ tâm ấn hơn một năm trước. Con không tiến bộ nhiều về âm thanh. Vậy cứ tiếp tục. Tiếp tục thực hành cho đến khi có tiến bộ. Còn một câu hỏi nữa là có vẻ như mắt huệ của con chưa mở. Chỉ là vì con chưa hề cảm thấy nó mở ra. Con chưa bao giờ có được thể nghiệm siêu thế gian. Có thể vì quý vị dở quá. Tiếp tục thực hành tinh tấn. Có hai cách chọn lựa, tiếp tục hoặc là bỏ đi. Bỏ hay tiếp tục? Thông thường chúng ta nghe âm thanh từ bên trái là tốt hay xấu à? Không tốt lắm. Bởi vì quý vị chú ý quá nhiều về bên trái. Hãy cố gắng kéo nó lại. Xin cảm ơn sư phụ. Không có gì. Đôi khi quý vị nên cẩn thận. Nếu có quá nhiều âm thanh từ bên trái, ban đêm quý vị cố gắng nằm ngủ phía bên phải. Như vậy dễ tập trung hơn. Thí dụ như đôi khi bên phải ồn quá, nhưng bên trái không có âm thanh gì nhiều. Rồi nghĩ rằng chúng ta chỉ nghe âm thanh từ bên trái thôi. Thông thường hai bên đều có, hay chỉ bên phải. Nếu hai bên đều có âm thanh, bên phải ồn quá, quý vị không thể nghe được, rồi nghĩ rằng chỉ có âm thanh bên trái thôi. Tùy theo trường hợp, dù sao ban đêm hãy cố gắng nằm ngủ bên phải. Vậy nó sẽ tốt hơn. Thưa sư phụ, con không có câu hỏi, con chỉ muốn cảm ơn Ngài.
Từ khi thọ tâm ấn đến nay, con luôn luôn được gia trì. Mọi việc đều tốt đẹp. Tôi thích nghe những điều này. Tất cả mọi việc đều tốt đẹp. Khi con đạt đến một trình độ nào đó, con nhận ra rằng tất cả những điều sư phụ nói đều đúng vô cùng. Con chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc rằng trọn đời con đến trái đất này thật là đáng giá. Con chỉ hết sức cảm tạ Ngài. Tôi thích nghe những điều này. Con muốn tặng cho tất cả các đồng tu một lời khuyên rất là hữu ích. Bất cứ vấn đề gì chúng ta đang gặp phải, giải pháp duy nhất là thiền định. Sư phụ nói rằng chỉ qua thiền định chúng ta mới có thể giải quyết được các vấn đề. Phải, đúng vậy. Chúng ta phải có niềm tin. Nếu không có niềm tin hoặc nghi ngờ bên trong thì nó rất khó khăn. Dạ, rất khó khăn, rất chậm. Rồi quý vị chỉ thối lui. Và sẽ rất khó mà tiến bước. Cho nên các đồng tu xin đừng như vậy. Con từ Cao Hùng đến đây hôm qua. Trung Quốc à? Dạ, Cao Hùng ở Đài Loan, Formosa. Ồ, Cao Hùng. Quý vị có thể tu hành tinh tấn như vậy tại Cao Hùng à? Bất cứ khi nào tôi nghe có ai tu hành giỏi, tôi luôn luôn nghĩ họ đến từ Trung Quốc. Hoàn cảnh ở đó rất khó khăn, nên họ có niềm tin hơn. Khi con được tin sư phụ cho gặp, tim con bắt đầu đập mạnh. Như là đi gặp người yêu vậy. Cảm ơn quý vị. Con chỉ muốn đi. Rồi con nghĩ có thể là gấp quá. Nhưng cô đồng tu bên cạnh thúc con, đi đi đi. Nên con đi. Chẳng cần biết gì cả. Và chỉ trong 2-3 tiếng đồng hồ là chúng con đã sắp xếp xong. Chồng cô đâu? Chồng con đã qua đời rồi. Ờ, tốt quá. Như vậy tốt cho ông ta. Ổng được giải thoát. Con trai của con rể, ba chúng con đều đến đây. Ba chúng con từ Cao Hùng. Con thật vui mừng. Xin cảm ơn sư phụ, cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn các vị Bồ Tát, cảm ơn Thượng Đế. Thưa sư phụ, con là một bác sĩ chăm cứu. Sau khi tâm ấn, kết quả trị liệu của con cho bệnh nhân có tiến bộ. Tuy nhiên, mỗi lần trị cho bệnh nhân xong, toàn thân con trở nên rất đau đớn. Ngồi thiền thì bớt đau rất nhiều. Nhưng con phải tiếp tục công việc này mỗi ngày. Dù rằng con niệm năm hồng danh, con vẫn cảm nhận được nghiệp chướng của bệnh nhân hoặc từ trường bệnh hoạn chạy sang con. Con thắc mắc là có cách nào tốt hơn để rửa sạch nghiệp chướng này. Con có thể cảm nhận được một số bệnh nhân nghiệp chướng rất nặng hay từ trường nặng nề, khiến cho con rất đau đớn. Hãy thiền thêm. Dạ, cảm ơn sư phụ. Hãy cầu nguyện Thượng Đế giúp quý vị, giúp họ. Thêm vào đó, khi gặp bệnh nhân, đừng nghĩ là quý vị làm. Hãy để lực lượng Thượng Đế làm xuyên qua quý vị. Như vậy, quý vị sẽ không bị nhiều nghiệp chướng. Chào sư phụ, đây là lần đầu tiên con gặp Ngài. Tất cả đệ tử Trung Quốc đều rất mong mỏi được gặp Ngài. Cơ hội này đối với chúng con rất quý giá. Con gái của con biết được sư phụ qua bản tin và băng thuyết pháp. Nó cũng muốn theo sư phụ tu hành. Tuy nhiên, cha nó phản đối. Nên con nghĩ để nó tự giải quyết khi nó lên 16 tuổi. Nếu muốn, nó có thể tỏ tâm ấn không? Được, con rất vui sướng. Câu hỏi thứ hai là, con thường có duyên được thấy sư phụ trong mơ khi đang ngủ say. Đôi khi con cảm thấy rất thoải mái. Và cảm giác này còn tốt hơn là trong lúc thiền nữa. Như là toàn thân con thoát ra. Đúng. Con thắc mắc đó có phải là một thể nghiệm không? Phải. Vì sao quý vị run dữ vậy? Con rất vui mừng. Quá vui mừng à. Ta đã nói tôi sẽ đưa quý vị ra ngoài đi chơi ban đêm. Quý vị quên rồi à? Dạ, con nhớ. Chỉ là một số người rất nhạy cảm nên họ có thể cảm giác được. Nhưng một số ngủ quá say. Nên khi thức dậy cái gì cũng không nhớ. Vậy cũng tốt. Nhưng rồi từ từ họ cũng sẽ tiến bộ. Trong đời sống khi chúng ta tiến bộ thì chúng ta biết rằng mình có thể nghiệm. Dạ, xin cảm ơn sư phụ. Không có chi. Ok, English. Được, tiếng Anh. English speaking. Nói tiếng Anh. Then you have to wait. À, vậy quý vị phải đợi vì tôi cần thông dịch. Chào sư phụ, con đã thọ tâm ấn 3 tuần trước.
3 tuần trước à? Okay. And, và con chưa có thể nghiệm gì về âm thanh và ánh sáng. Tối nay khi có tâm ấn, quý vị ngồi lại nha. Dạ, xin cảm ơn. Hãy nghe lời chỉ dẫn cho đúng. Và con có một câu hỏi khác cho người bạn. Anh ta muốn biết dùng đồ bạch lỗ tai trong khi thiền có được không? Không, tốt hơn là không. Chỉ trong trường hợp khẩn cấp. Dạ, xin cảm ơn. Bởi vì tự chúng ta có lực lượng, đồ bạch tai không có. Còn câu hỏi tiếng Anh không? Không à? Được. Tiếng Mỹ. Ta cần thông dịch. Được. Quý vị dịch đi. À, giờ ta hiểu rồi. Và ta chỉ muốn nói cảm ơn, phải không? Từ cá nhân, chỉ có vậy. Quý vị không cần phải thông dịch. Chúng ta phải từng nhóm một vì sự thông dịch. Nếu quý vị có câu hỏi rất đơn giản thì tôi hiểu. Nhưng nếu quý vị nói bla 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 bla, bla sư phụ, thì tôi không hiểu. Quý vị ăn chưa? Cảm ơn sư phụ. Ngon hả? Tốt. Có vậy thôi à? Sẽ gặp lại sau nha. Còn gặp lại tối nay, lát nữa gặp lại. Đừng lo, tôi không chạy đi đâu cả. Ngay bây giờ thì không. Tôi chỉ muốn cho quý vị ăn xong và có thể đi lo những chuyện cá nhân. Rồi trở lại sau nha. Mấy ngày nay tôi cho phép quý vị 2-3 lần, có khi nhiều hơn. Và trong mơ, vậy là 5 lần. Nếu quý vị chưa quen ở đây, quý vị hỏi những người cũ. Chiếc xe đó trông giống cái lều phải không? Đó là chiếc xe lều à? Lều hay là chiếc xe? Là loại đặc biệt à? Không, đó là chiếc xe van đậu bên cạnh. Xe van đậu bên cạnh cái lều. Tôi tưởng nó giống như chiếc xe không có mùi. Phải, có một số thuyền giống như vậy. Nó được gọi là xà lan. Loại xà lan đi chơi, nó như là một cái lều ở trên. Hoặc có phòng ở trên đó. Nhưng quý vị không thể dùng nó ở mọi nơi. Trên hồ thì được, nó rất bằng phẳng. Dù sao, nếu quý vị không có chỗ để đi, hay không có chỗ để ngủ, quý vị biết ở đâu rồi? Trên cây. Quý vị có đem võng theo không? Dạ có. Có à, nó rất tiện lợi. Ban ngày có thể nghỉ ngơi, ban đêm ngủ cũng được. Nếu đem theo mụn thì che lại. Đó sẽ là cái giường của vị, rất an toàn và hữu ích. Và khi trời mưa, quý vị thay phiên nhau. Không, như là quý vị vào trong phòng, nhờ ai tình nguyện đổi chỗ với cái võng của quý vị. Và rồi như vậy quý vị thay đổi suốt đêm, mỗi 2 tiếng quý vị trở lại, hoặc là nhờ một người khác tình nguyện sau đó. Như vậy mỗi người chỉ bị ướt một chút thôi, không phải là ướt nhẹp suốt cả đêm. Phải chia sẻ sự giá trị. Dù sao lúc này cũng khó có mưa, cho nên khỏi phải lo. Đi đến đâu quý vị cũng nên đem theo võng. Tôi có nói vậy không? Quý vị có nhớ không? Tôi có nói mà, nhớ không? Không. Tại sao vậy? Quý vị chỉ nghe, sư phụ cho gặp, rồi thì chạy, quên mọi thứ. Trời ơi, tội nghiệp thật. Vậy tối nay quý vị sẽ ngủ ở đâu? Khách sạn à? Ở đây cũng được, chỉ quý vị có thể đem theo lều. Quý vị không có đem à? Bao nhiêu người đem lều giơ tay lên? Cũng không tệ. Những người khác có thể chia sẻ với nhau. Như là thai phiên. Được. Như là khi cô ta thiền bỏ lều trống thì quý vị đi ngủ. Khi quý vị ngủ, cô ta đi ra ngoài thiền.
Và khi cô ta thiền, cô ta đi ra thì quý vị ngủ. Mỗi cái lều có thể ngủ được 2-3 người mà. Giờ quý vị tự sắp xếp nha. Ở đây rất dễ dàng. Ban đêm quý vị có thể thiền trong thiền đường. Ban ngày dọn dẹp lẹ. Nếu không đủ chỗ, quý vị cố gắng sắp xếp. Hay ngủ, quý vị biết đó, như là nằm chồng lên nhau. Và ban đêm cũng rất tiện, nhất là khi trời lạnh. Người mập ở dưới cùng, người trung bình ở giữa. Và người ốm ở trên. Chà, chúng ta có thể sinh tồn, quý vị biết, có nhiều hoàn cảnh còn tệ hơn. Được, sẽ gặp lại. Sẽ gặp lại. Chào. Sư phụ gặp đồng tu vào ngày 8 tháng 6 năm 2001, ban đêm. Ông ta muốn chụp hình tôi, nhưng máy hình của ông cũng giống như quý vị, muốn gặp minh sư bên trong. Nhưng quý vị tự mình che mắt huệ lại. Tháo nó ra, được không? Dù sao quý vị... Có cần câu trả lời ngu ngốc nào không? Chào cô Cathy, cô khỏe không? Ê, trông hay lắm, tóc càng ngày càng dài. Quý vị gội đầu một ngày mấy lần? Một tuần à? Gì? Một tuần 2-3 lần? À, phải, chỉ vậy thôi. Tôi gội mỗi ngày vì thế mà tóc tôi phải ngắn, ngắn ngắn. Tôi còn muốn ngắn hơn nữa, nhưng thợ cắt tóc không nghe. Cậu nói, nếu cắt ngắn hơn nữa, tôi trông như đàn ông. Tôi nói, chỉ ngắn hơn chút thôi, chỉ ngắn hơn chút thôi, làm ơn, trời nóng quá. Cô ta nói như vậy, đủ rồi. Nếu ngắn thêm chút nữa, tôi trông như thầy tu. Người thợ không biết tôi đã là một nửa thầy tu rồi, bởi vì tôi không cho biết. Làm nặc danh thì tốt hơn. Tôi cứ ra ngoài mỗi ngày khi tôi không gặp quý vị. Tôi ra ngoài mỗi ngày nơi mà có tự do, để được giải thoát. Mỗi ngày khi tôi tìm được người nào không biết mình, tôi cảm thấy rất giải thoát. Quý vị phải thiền để được giải thoát. Tôi không cần. Đó là sự khác biệt giữa quý vị và minh sư. Tôi chỉ phải ra ngoài và tìm người nào không quen, thì tôi cảm thấy giải thoát hoàn toàn. Tôi có thể làm kẻ khờ khạo, nói chuyện dĩu vớ vẩn. Tôi có thể ăn khoai tây chiên trong khi người thợ làm tóc đánh rối tóc tôi. Không vấn đề gì, cảm thấy thật thoải mái, may mắn thay. Vẫn còn nhiều nơi tôi có thể giải thoát. Có chương trình gì cho hôm nay không? Không à? Quý vị muốn có câu hỏi không? Hãy lên đây. Được, hôm nay là ngày mở cửa. Có câu hỏi gì cũng khoan dung. Lên đây. Lẹ, giờ chỗ, giờ chỗ. Phải, cứ ngồi đây, ngồi đây. Không sao, không sao. Hôm nay ta dễ dãi. Hãy lợi dụng cơ hội, lẹ, trước khi ta đổi ý, có thể rất nhanh. Có vậy thôi sao? Được, lẹ lẹ, máy ghi âm. Ai trước? Quý vị à? Mời. Ai? Đến đây chúng ta nói chuyện mặt đối mặt. Mời. Trong thiền định, đôi khi con bị nhức đầu. Và cảm giác mà con có khi đang thiền và khi bị nhức đầu.
con cảm thấy bị đứt đoạn. Về mặt nào đó, con cảm thấy bồng bềnh như là nổi trên mặt nước và giống như ngoài không gian. Và đồng thời, có một nơi nào đó mà con nghĩ con nên đến đó. Và con nghĩ có thể đó là mắt huệ của con. Đồng thời, con cũng cảm thấy có vẻ như trống rỗng. Ở trong xương sống phía dưới thấp, xương cục và những luân xa thấp của con cảm thấy đôi khi chúng bị đau. Cùng lúc những điều này đang xảy ra, cảm thấy khá đau đớn và khó chịu, và con chỉ thắc mắc là Sư phụ có đề nghị gì để giúp con thực tập đúng cách không? Quý vị đã thọ tâm ấn được bao lâu rồi? Dạ, 3 ngày. Yes. Và tất cả những điều này xảy ra, chà, tội nghiệp thật. Xin chúc mừng, ít ra điều gì đó cũng đã xảy ra. Quý vị thấy đó, cơ thể của quý vị bắt đầu quen dần. Và bởi vì quý vị rất thành tâm và có mục đích tinh khiết. Nhưng có lẽ thân thể chưa được tinh khiết lắm nên nó phấn đấu. Dạ. Nó sẽ khỏe lại mau lắm, không lâu đâu. Quý vị tu hành rất tốt. Dạ. Cầu kế. Con thọ tâm ấn khoảng 3 năm trước. Con thiền mỗi ngày và thường đi dự thiền bế quan. Nhưng thiền định của con vẫn dở. Vậy à? Dạ. Dở như thế nào? À, chỉ 5 phút nữa thôi. Nó luôn luôn như vậy à? Dạ phải, con không thể tập trung. Quý vị không thể nghỉ ngơi. Ở nhà quý vị làm gì? Con dạy yoga. Lẽ ra nó nên thoải mái. Không, không hẳn vậy. Làm người thầy là trong hoàn cảnh có trách nhiệm. Bởi vì quý vị đã quen làm chủ mọi người khác. Cho nên, làm chủ chính mình rất khó. Quý vị thấy đó, chúng ta luôn luôn cố gắng dạy người khác. Và rồi khi quý vị có thời giờ để thư giãn, thì khó lòng đưa sự chú ý trở vào bên trong. Nhưng đó phải là cái giá phải trả khi làm thầy. Trừ khi quý vị muốn bỏ, cắt bỏ, cắt, và trở thành một người không ai biết như tôi vậy. Like me. Con đã nghĩ đến việc rút lui. Con đã nghĩ về việc từ chức một thời gian và chỉ rút lui. Tất cả, ý đó rất hay. Tôi đề nghị như vậy. Đó là một ý kiến hay. Chỉ là một người không ai biết một thời gian, không trách nhiệm, không gì cả. Chỉ là một người bình thường và rồi quý vị sẽ thu hồi lại sự chú ý. Rồi quý vị sẽ quen với việc tập trung vào chính mình trở lại. Quý vị trông cũng đẹp đấy chứ. Quý vị trông được lắm. Con cảm thấy thoải mái và cuộc đời con rất tốt đẹp. Con cái đều ngoan giỏi. Ồ, vậy thì quý vị không thể có tất cả mọi thứ. Nếu có, quý vị sẽ mọi thứ để ở đâu? Nhưng trông như quý vị cũng tiến bộ lắm. Bởi vì quý vị có hạnh phúc. Chỉ có những người tu hành giỏi và bên trong thật sự chuyên tâm mới cảm nhận được hạnh phúc như vậy. Cho nên có thể quý vị tu hành cũng khá, nhưng nếu quý vị thật sự muốn thể nghiệm sự cầu thông bên trong, quý vị phải buông bỏ tất cả mọi sự trong một thời gian. Đó là viễn ảnh lớn hơn, sự tập trung sâu hơn. Ok. Tiếng Anh trước. English? Yeah. After. Đây là những câu hỏi khờ dại. Không sao. Khi thiền, con hay bị ngủ. Con không nhớ gì cả và bị ngủ gục liền. Ồ, vậy à. Thậm chí cũng không nhớ bất cứ gì, không có gì cả. Mỗi lần, mỗi ngày là như vậy à? Mỗi lần, mỗi ngày sau khi con thọ tâm ấn. Khi trước là nửa tiếng thì không sao. Và bây giờ khi con nghĩ đến nên ngồi 3 tiếng, 2 tiếng rưỡi là con ngủ gục liền. Vậy à? Ý con là con không nhớ gì cả. Quý vị thấy mình ra sao? Khi tỉnh dậy ở vị trí nào?
đầu trên sàn hay là trên trần nhà. Không, không, con vẫn ngồi như vậy. Vẫn ngồi tốt, vậy thì không sao. Nhưng con không nhớ gì cả. Không sao, quý vị không cần nhớ. Không sao, miễn là quý vị thư thái. Thật ra nó là một sự thoải mái để ngủ ngồi. Nhưng quý vị cảm thấy khỏe. Dạ, dạ. Sau đó quý vị thấy thoải mái à? Dạ, đôi khi. Được. Vậy lần tới ráng uống nước lạnh trước khi thiền. Để có thể tỉnh táo một chút. Dạ, được. Tóc quý vị dài quá phải không? Cũng không dài lắm. Cũng đủ dài, có thể cột trên. Ồ, phải rồi, thật ra hôm nay con đã nghĩ về điều này. Quý vị có nghĩ à? Dạ, thật vậy, con có nghĩ. Tốt, tốt, chúng ta có rất nhiều cây có cành thấp. Vừa tầm quý vị. Quý vị có thể ngồi đó và cột nó lên thử xem. Đó là cách duy nhất để biết mình ngủ hay là mình nhập định. Làm thử đi, tốt xấu gì quý vị cũng ráng chịu. Và khi con thiền Quán Âm, con nghe tim mình đập. Ồ, điều này đôi khi có xảy ra, đôi khi nó xảy ra. Dạ. Con cảm ơn. Được. Không còn ai khác nên quý vị cũng được. Tiếng Tây Ban Nha. Yo tengo de iniciada 4 años. Regularmente no meditaba como debería de ser, pero de 2 meses para acá he meditado constantemente y siento que algo dentro de mí sufre más que antes. Lloro mucho más que antes, no sé qué esté haciendo mal para que esto me suceda. Có ai dịch cho mọi người không? Con đã thọ tâm ấn vài năm rồi và 4 năm, tâm ấn được 4 năm. Anh ta thử gạt tôi vì tôi không nói tiếng Tây Ban Nha. Con không nhớ hết. 4 năm phải không? 4 năm tâm ấn và không có thể nghiệm gì nhiều. Hãy nhắc anh ta. Tengo 4 años de iniciada. Anteriormente no meditaba regularmente. Ahora que desde hace 2 meses medito a diario. Como tengo que meditar. Trước đây bà ta không thường xuyên thiền và 2 tháng gần đây bà bắt đầu thiền trở lại. Siento que algo dentro de mí sufre más. Sufro demasiado, algo dentro de mí llora bastante. Nada me consuela, solamente ahorita al verlo. Bà cảm thấy rất đau khổ bên trong. Và không gì có thể chữa được. Đại khái là vậy. Đau khổ như thế nào? Trong đời sống vật chất hay là về mặt tinh thần? Về mặt tinh thần. Nhưng do điều gì tạo nên, bà ta có biết không? Absolutamente todo me irrita, todo. Todo, la gente, el ambiente. Yo misma a veces me irrito por nada. Mọi thứ làm bà khó chịu, người và môi trường xung quanh. Và bà cảm thấy rất nhạy cảm về việc này. Như vậy không phải tinh thần mà là từ bên ngoài. Entonces es de afuera, no es de adentro. Đó là bởi vì bà ta muốn nói thêm à? Được, cứ tiếp tục. Cứ nói tiếp. ¿Quiere hablar más? Hable. No, quería saber por qué, si antes que no lo hacía, me sentía tranquila, ella era más pasiva, ahora que estoy meditando constantemente, me he vuelto más agresiva, me he vuelto, no sé, sufro demasiado por dentro. Bà ta thắc mắc vì sao trước kia, ít khi thiền, bà không cảm thấy như vậy. Và giờ đây bà thiền thường xuyên mà cảm thấy đau khổ như vậy. Phải, tôi hiểu. Đó là bởi vì trước kia bà giống như họ. Bà không tự thanh lọc, không rửa sạch chính mình mỗi ngày. Nếu hai người hôi hám ngồi kế bên nhau, họ không cảm thấy gì cả. Nhưng hiện giờ bà đã rửa mình trong nước cam lồ của Hồng Ân Thượng Đế. Mỗi ngày hay thường xuyên hơn,
Bà đã trở nên sạch sẽ và tinh khiết và nhạy cảm hơn đối với những năng lực thô thiển. Cho nên bà cảm thấy bị cái gì đó tấn công. Nhưng vì sao càng thì nhiều, bà sẽ vượt qua cảm giác này và sẽ cảm thấy ít đau khổ hơn. Eso es porque antes no meditabas frecuentemente y eras una más de toda la masa de la gente. Y es como si te sientes a la par de una persona sucia. No te sientes gran diferencia. Pero como ahora estás meditando más frecuentemente, tu nivel se eleva y cuando te acercas con la gente de ese tipo de nivel, te afecta. Y eres ahora más sensitiva porque tu nivel está por encima del que tenías antes. Hay kiên nhẫn. Ten paciencia. Cảm ơn sư phụ. Không có gì. Tâm mừng là quý vị có tiến bộ. Me alegra que haya mejorado. Đó là dấu hiệu cho biết quý vị bắt đầu tự chữa trị cho mình. Es una señal de que estás empezando a sanarte a ti mismo. Quý vị muốn hỏi thêm à? Không à? Có vậy thôi. Chà, tốt quá. Quý vị để dành những câu hỏi ngu xuẩn cho sứ giả Quán Âm hay người nào khác à? Đó là một quyết định thông minh. Đúng vậy. Làm ơn đi. Luôn luôn. Con có thể thành thần trú được không? Con muốn thành sư ông. Con muốn làm sư cô. Mẹ của con 85 tuổi rưỡi thọ tâm ấn được không? Cha của con 90 tuổi thọ tâm ấn được không? Họ rất muốn. Bla 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 bla. Đủ thứ. Đôi khi tôi vui vẻ, tôi cứ lặp đi lặp lại rằng không, không được. Được, được, dĩ nhiên được. Được, được, không sao, không, không. Vậy không được, không sao, được. Không, 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 không. Nhưng đôi khi ta mệt quá. Quý vị biết đôi khi mệt quá. Cho nên trước khi hỏi câu gì, có thể hỏi sứ giả Quán Âm trước xem họ có biết hay không. Hoặc bất cứ đồng tu cũ nào, những câu hỏi rất đơn giản. Đôi khi quý vị đã biết rồi, quý vị chỉ muốn làm phiền tôi. Vậy đừng đổ lỗi cho tôi nếu tôi làm phiền trở lại. Tôi rất giỏi làm phiền ngược lại. Thật ra sau khi quý vị thiền một thời gian lâu, thì quý vị thật sự biết có những câu hỏi hay để mà hỏi. Bởi vì lúc ban đầu quý vị chỉ hỏi, hầu hết lúc nào cũng vậy, có những trường hợp ngoại lệ. Có người mới thọ tâm ấn và họ đã khai ngộ rất cao. Bởi vì họ đã tu hành tinh tấn trong tiền kiếp. Và một số người đã thiền lâu nhưng không nhất thiết họ khai ngộ bằng. Cho nên những người khai ngộ hơn, hoặc là tức khắc, nhanh chóng, hoặc qua sự tu hành tinh tấn nhiều năm, họ hỏi những câu hỏi có ý nghĩa và chính xác hơn, và số còn lại chỉ muốn được sự chú ý hoặc làm phiền tôi, hoặc chỉ muốn nói chuyện, rồi bầu không khí không được tốt. Nếu quý vị thật sự không biết, ngay cả những câu hỏi ngu ngốc, tôi cũng không cảm thấy bị tấn công với cái loại từ trường vô nghĩa và làm phiền này. Nhưng nếu chỉ hỏi bởi vì đã biết rồi, quý vị chỉ muốn nói chuyện, chỉ muốn được chú ý, thì nó thật sự giống như là quý vị đánh vào mặt tôi với năng lực tâm linh xấu xa của quý vị. Dù rằng quý vị không đánh tôi một cách phàm phu, quý vị đánh vào linh thể tôi, và đôi khi nó khá đau. Như là tôi đang đi lên cầu thang và bỗng nhiên quý vị kéo tôi mạnh xuống thang, tôi có thể bị té, bị thương, hoặc tôi có thể bị đụng vào cầu thang hay gì đó và mang thương tích, hoặc tôi có thể bị kinh động. Đây là hậu quả mà đôi khi quý vị đem đến cho tôi với năng lực thấp kém của quý vị. Tôi xin lỗi phải nói ra. Cho nên đừng hạ thấp mình, bởi vì quý vị có thể rất cao. Nếu quý vị đừng để loại lực lượng đầu óc này xen vào đẳng cấp hiểu biết của quý vị. Cho nên, trước khi đặt câu hỏi, hãy hỏi mình trước điều này có thật sự cần thiết hay không? Tôi có thật sự không hiểu câu hỏi này hay không?
Ta chẳng lẽ không thể tự trả lời cho mình sao? Hay là tôi đã biết rồi? Có ai đã nói và tôi biết rồi? Nó đã được ghi trong đơn xin tâm ấn hay trong sách hay nơi nào đó. Quý vị hiểu ý tôi chứ? Đừng đập vào mặt tôi với năng lực thấp kém của quý vị, hoặc đừng bỗng nhiên kéo tôi xuống với năng lực vô dụng phát ra bất ngờ của quý vị. Bởi vì nó có thể rất xấu, khó chịu và gây đau đớn cho tôi. Giống như tôi đang đi lên lầu hay lên được một tầng, rồi quý vị kéo tôi xuống như vậy. Thay vì leo lên để thấy tôi trên đó. Không, quý vị kéo tôi xuống. Đó là vấn đề. Quý vị có thể leo lên. Chỉ nhìn mắt tôi. Chỉ vui vẻ trong sự hiện diện của chúng ta. Chỉ cùng nhau hưởng thụ giây phút này. Và rồi quý vị sẽ được gia trì với tất cả những câu trả lời và sự hứng khởi, những ân điển, tất cả những ý hay mà quý vị chưa bao giờ mơ rằng mình có được. Chỉ thư giãn trong sự hiện diện của tôi, và quý vị sẽ có tất cả những điều mình từng muốn. Đừng ấp ủ mình, đừng hấp tấp và tự làm mình bận rộn với những câu hỏi vô nghĩa này hay năng lực ích kỷ, bởi vì quý vị sẽ làm phiền cho cả hai chúng ta. Cả hai đều không được lợi gì từ việc này. Quý vị hiểu chứ? Không phải là tôi bủng xỉn hoặc không muốn trả lời những câu hỏi ngu ngốc này. Nhưng những câu hỏi không cần thiết sẽ tạo ra từ người đặt câu hỏi một khối giống như là từ trường của cục đá. Và nếu quý vị cứ liệng nó vào người ta như viên đạn, những viên đạn đồng hay gì đó, và gây thương tích, quý vị có hiểu không? Như là quý vị kéo tôi xuống hoặc liệng sỏi vào người tôi. Có thể nó không làm tôi chảy máu, nhưng vẫn đau. Chỉ là câu hỏi về năng lực. Khi năng lực của quý vị tự nhiên lưu thông êm ái, dễ dàng, những người chung quanh sẽ được lợi ích. Và tôi cảm thấy thoải mái, thương mến rất nhiều và biết ơn sự có mặt của quý vị. Nhưng nếu quý vị cứ ráng làm điều gì đó mà quý vị biết rằng không cần thiết, chỉ vì sự ích kỷ hay đâu biết được bất cứ lý do gì, chỉ dành cái máy vi âm chỉ để được tôi chú ý, rồi quý vị tạo cho cả hai chúng ta một tai hại lớn lao. Phải, quý vị hiểu chứ? Không những quý vị tự mình từ bỏ một cơ hội để leo lên đến đẳng cấp của tôi hay kế bên tôi, quý vị ở trong một đẳng cấp thấp và kéo tôi xuống chung. Có thể quý vị không làm được, nhưng rồi quý vị ráng tranh đấu khiến tôi cũng phải tranh đấu một thời gian. Cho đến khi tôi đi xuống hoặc đi lên, tôi có thể làm vậy được. Đó chỉ là một sự kinh động cho linh thể. Có hiểu không? Cho nên bất cứ lúc nào quý vị nâng mình lên thì tốt cho quý vị và cho tôi. Mỗi lần quý vị cứ muốn ở lại nơi của mình, dậm chân tại chỗ, quý vị cứ ở đó, tự hạ mình xuống và kéo tôi xuống chung với quý vị. Hiểu không? Cho nên xin hiểu điều này mỗi lần quý vị muốn hỏi. Đôi khi nếu thật sự không cần thiết thì đừng hỏi. Hãy biết mình hỏi gì. Bởi vì chúng ta đã lớn rồi, ngay cả về thể xác, quý vị không cần phải chơi những trò chơi con nít ngu ngốc với nhau. Tôi biết quý vị rất vui mừng được gặp tôi và quý vị muốn tôi biết là quý vị có mặt ở đây. Nhưng tôi đã biết quý vị có mặt tại đây. Quý vị không thể chạy trốn được, phải không? Quý vị đã ở đây rồi. Quý vị càng muốn tôi chú ý, quý vị càng ít được chú ý hơn. Và chúng ta cả hai cứ bị trói buộc và dính mắc và cùng kẹt lại đâu đó trong một thời gian. Và điều này rất khó chịu, hiểu không? Tôi hy vọng quý vị hiểu. Quý vị hiểu không? Dạ, hiểu. Hiểu à? Dạ, thật hiểu à? Tốt. Dù sao, tôi cũng vui mừng gặp quý vị ngày hôm nay. Hôm nay quý vị chắc phải tốt, những người tốt. Bởi vì đôi khi những người không tốt lắm đến, rồi tôi cũng cảm thấy, ôi trời ơi, cứu tôi.
Cho nên hôm nay có lẽ quý vị đang ở trong tình trạng thoải mái, như là tâm hồn thanh thản. Hãy thoải mái rồi mọi thứ sẽ đến với quý vị. Hãy thoải mái. Nhớ không? Thánh Kinh có nói, đừng lo về tương lai hay ngày mai, bởi vì Thượng Đế chăm sóc tất cả. Ngay cả một ngọn cỏ, một bông huệ ngoài đồng. Như vậy, làm sao Ngài có thể bỏ quý vị được? Quý vị là con cái Ngài sinh ra trong hình ảnh của chính Ngài, có hiểu không? Quý vị tràn đầy tình thương và ân sủng của Ngài, trọn cả ngày, suốt ngày, 24 tiếng, 25 tiếng, tràn đầy và tràn đầy. Quý vị chỉ cần yên lặng, tĩnh tâm và cảm nhận. Hãy tĩnh tâm rồi quý vị có thể cảm nhận được. Thí dụ như gió đang thổi ngọn gió thật mát. Nhưng nếu quý vị cứ tranh đấu, ta muốn gió, ta muốn có gió, ta nóng quá. Quý vị càng vùng vẫy, càng đổ mồ hôi, càng cảm thấy nóng và khó chịu. Rồi quý vị mệt nhoài và thậm chí có thể ngã chết. Trong khi gió đang thổi, mấy con chó của tôi cũng giống như vậy. Vậy, đừng làm con chó. Quý vị biết con chó mới không? Khi mới đến, nhất là chó con, ngu ngốc, luôn luôn, luôn luôn đòi tôi, luôn luôn muốn làm cái gì đó, luôn luôn muốn ở quanh tôi. Tôi có ngay tại đó, và nó luôn quấn quanh chân, cản trở sự lưu thông của cả hai. Và đôi khi, thí dụ, tôi bỏ nó vào một cái phòng, với đủ loại đồ chơi và một chỗ thật lớn để chơi. Có nước và đủ thứ. Nó đứng ngay tại cái cửa. Luôn luôn. Chảy nước dãi và đổ mồ hôi. Và la hét mà chẳng có được gì. Nó có thể nghỉ ngơi. Tôi cảm thấy thật buồn phải bỏ nó vào cái chuồng. Chỉ khi nào nó hư quá và chỉ một thời gian ngắn, chỉ để huấn luyện nó. Hoặc chỉ khi nó bệnh hay gì đó, để cho nó nghỉ ngơi. Thay vì nhảy lung tung phí phạm năng lực. Nhưng, cho nên, ta cho nó cả căn phòng lớn hơn phòng của tôi. Phải, tôi đối xử bình đẳng với nó, hay ít nhất là bình đẳng hoặc thậm chí còn tốt hơn tôi. Chúng ăn trước tôi, chúng ăn trái cây và đủ thứ, tôi cứ lột trái cây và rau và đủ loại cho chúng ăn. Thậm chí tôi cũng không làm vậy cho chính mình. Hầu hết thời gian, nếu đệ tử hoặc ai đó không lột sẵn trái cây, tôi không ăn trái cây. Họ đem cả giỏ lên rồi đem trả xuống, rồi lại đem lên rồi lại đem xuống. Hy vọng có một ngày tôi sẽ thấy trái cây và ăn. Nhưng tôi không bao giờ thấy trái cây, tôi không để ý, tôi không nghĩ đến trái cây. Nhưng giờ tôi có chó nên tôi phải lột vỏ mỗi ngày và cho nó ăn. Tôi đối xử với chó còn tốt hơn chính mình, nhưng nó rất kích động, chỉ chạy quanh đến cái cửa và cứ leo lên leo xuống trên cái cửa và tự làm kiệt sức, đổ mồ hôi và nhỏ nước dãi, trông thật thê thảm. Để làm gì? Tôi đã nói rồi, tôi đang bận, cứ ở đó. Chốc nữa ta sẽ đưa ra ngoài nếu nhà ngươi ngoan. Nhưng không, nó chỉ tự cản trở nó, phá đủ thứ. Đi tiểu mọi nơi, lẽ ra không phải là chỗ đi tiểu. Rồi nó bị phạt thêm, không thể ra ngoài nữa. Quý vị hiểu ta nói gì không? Đây cũng là vấn đề đối với chúng ta. Quý vị luôn luôn có ở ngay đây trong sự hiện diện của Thượng Đế. Nếu hiện giờ Thượng Đế không có đây, Thượng Đế không bao giờ ở bất cứ nơi đâu cả. Nếu Thượng Đế không biết quý vị muốn gì, thì Ngài chẳng biết gì cả. Quý vị hiểu không? Thì Ngài là gã ngu ngốc, thậm chí không cần phải lại lục Ngài hoặc đi tìm Ngài. Vậy hãy thư thái, biết rằng Thượng Đế biết tất cả. Và hỏi bất cứ gì quý vị thật sự cần. Tôi luôn luôn biết quý vị có mặt ở đây, và nếu quý vị thư thái hơn, tôi sẽ đến gần, và tôi cảm nhận từ trường thoải mái của quý vị, và có thể tôi bị nó hấp dẫn, bởi vì tôi thích từ trường nhẹ nhàng này, và rồi tôi có thể sẽ nhích tới gần về hướng quý vị, và hỏi quý vị điều gì đó, và rồi chúng ta có thể trở thành một cặp chuyện trò hết sức tốt. Và chúng ta sẽ nói về bất cứ chuyện gì mà quý vị không bao giờ mơ rằng chúng ta có thể nói. Thay vì chụp lấy tôi trong 2 giây, bị la mắng và giống như con chó cụp đuôi.
và chạy mất như con chó. Quý vị không phải là chó, tôi xin lỗi, đừng giận nha. Nhưng quý vị có cái đuôi đâu đó, một số quý vị. Dù sao, cứ thư thái, bất cứ gì xảy ra sẽ xảy ra. Nhiều người trong quý vị luôn luôn giống như vậy. Sự tu hành tâm linh không giống như làm ăn bên ngoài. Phải leo lên đầu người khác để được vinh quang. Quý vị không cần phải giật của người bên cạnh để được lợi ích. Tất cả những chuyện bên ngoài quý vị làm vì sự chú ý, chụp giật, vinh quang hoặc sự thành công, quý vị phải bỏ xuống trước khi tới cổng, hiểu không? Nếu quý vị muốn trở thành người bận rộn, làm phiền người khác, thì nhặt nó lên khi ra về. Một khi bước vào đây, quý vị thư thái. Hãy nhớ quý vị là thánh hoặc là thánh tương lai. Phải có tư cách như một vị thánh. Quý vị rất cao quý, rất tốt. Quý vị được bảo vệ, được yêu thương. Quý vị được chú ý, được hoan nghênh, được chăm sóc 24 tiếng trong ngày. Quý vị là người mà toàn thế giới phải tôn kính. Hãy cư xử như vậy, rồi quý vị sẽ được. Hãy tin tôi, bất cứ điều gì quý vị nghĩ đến, quý vị sẽ được. Cho nên hãy nghĩ mình là một người tốt, 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 như vị thánh. Ngay cả nếu quý vị không tin như vậy, hãy thử xem. Cứ tiếp tục nghĩ như vậy, cứ nghĩ như vậy. Bởi vì quý vị là như vậy. Dù sao, quý vị đang ở trong tiến trình nhớ lại rằng quý vị là thánh. Quý vị đã là thánh trước khi đến đây. Chỉ vì quý vị đã chọn quên đi để làm con người. Hoặc làm bất cứ điều gì kỳ cục để làm cho tròn vai trò quý vị đóng ở đây. Nhưng bây giờ khi quý vị đi vào trung tâm, đây là lúc quý vị quên đi vai trò của mình để nhớ lại bản thể chân thật. Cho nên mỗi lần quý vị bước vào cổng của trung tâm, hãy nhớ quý vị là thánh, quý vị là Phật. Quý vị đòi hỏi mình rằng, đây là lúc phải dành tất cả cho tôi, tất cả cho địa vị thánh của tôi. Không điều gì cản trở tôi được, tôi rất tốt, tôi rất vĩ đại. Tôi sẽ tu hành trong 2-3-4 tiếng có mặt tại đây như là một vị thánh. Phải thực hành, tự mình tập lại vai trò của mình là thánh trong thế giới này. Bởi vì nếu quý vị vẫn tiếp tục là một kẻ ngu ngốc ở trung tâm, thì ở đâu quý vị mới là thánh được? Ở đâu quý vị mới có thể nhớ lại mình là vĩ đại, thiêng liêng, không chút bận nhơ, thông minh, khai ngộ, toàn ân sủng, toàn thiện, toàn mỹ, toàn vinh quang, hoàn toàn giống như Thượng Đế? Ở đâu quý vị mới nhớ được? Quý vị có thể hỏi tôi, không sao. Quý vị có thể hỏi để thỏa mãn đầu óc của mình, nhưng đừng có làm như người ngu, làm phiền một cách ngu ngốc. Đừng hạ thấp đẳng cấp cao quý của mình. Đừng hạ thấp ý thức của mình. Đừng mãn nguyện với cái tôi thấp kém. Đừng trở thành một sinh vật làm theo thói quen. Đi mọi nơi để làm phiền, giành giật, tham lam, làm phiền toái người khác. Là một kẻ đần, biến mình thành một thằng ngu. Quý vị hiểu không? Luật của Thượng Đế là quý vị nghĩ sao sẽ thành vậy. Hãy tiếp tục suy nghĩ, cho đến khi lực lượng tư tưởng trở nên thật hùng mạnh và rồi quý vị làm như vậy. Quý vị nghĩ mình là bất cứ gì, quý vị sẽ thành cái đó. Không phải trong một ngày. Quý vị nghĩ mình là thánh hoặc nhớ được mình là thánh thì có thể được ngay. Nhưng cứ tiếp tục nghĩ theo chiều hướng đó hoặc ít nhất. Bất cứ khi nào đến trung tâm, đó là lúc quý vị trở thành thánh. Ít ra là vậy. Lực lượng sáng tạo ở bên trong quý vị. Trong đầu, trong bộ óc. Trong tâm trí quý vị. Bởi vì quý vị là Thượng Đế, quý vị có lực lượng sáng tạo này. Cho nên quý vị tự tạo mình thành bất cứ gì. Tạo cho mình có phẩm giá, tạo nên mình như một vị thánh. Tạo chính mình như là một vị Phật. Tiếp tục sáng tạo cho đến khi nó trở thành sự thật. Quý vị nghĩ coi tại sao chúng ta thành như vậy? Bởi vì chúng ta đã suy nghĩ và tạo mình nên như vậy. Cho đến khi chúng ta trở thành như vậy. Nó mất thời gian, nhưng được.
Đó là lý do tại sao chúng ta phải thiền mỗi ngày, để sáng tạo, sáng tạo, sáng tạo, nhớ lại và nhớ lại, cho đến khi chúng ta kiên quyết về sự hồi tưởng của mình, về bản thể của mình, thì chúng ta chắc chắn rằng mình là Phật. Chúng ta chỉ quên mà thôi. Và giờ chúng ta cố gắng phải nhớ lại, nhớ lại, nhớ lại và tiếp tục nhớ lại. Mỗi khi quý vị bước vào cổng của trung tâm, hãy nhớ quý vị là Phật. Càng nhớ quý vị sẽ càng trở thành như vậy. Rồi sự giác ngộ càng đến với quý vị gần hơn. Nó đã có đó rồi. Chỉ là càng nhắc nhở mình, quý vị càng nhận ra. Cho nên đừng cản trở mình bằng những thói quen ngu ngốc. Bởi vì quý vị là Phật, đừng biến mình thành trò hề, đừng biến mình thành thằng ngu. Coi rất xấu, rất tức cười, coi rất ngu. Và khi quý vị làm như vậy, tôi không hãnh diện cho quý vị. Tôi hãnh diện khi thấy quý vị bước đi với đầu ngẩng cao, với tâm hồn cao thượng. Khi quý vị tự tin biết rằng mình là Phật. Ít ra cũng biết rằng mình là Phật. Nhưng có thể quý vị chưa nhận ra, có thể ít ra quý vị nói rằng mình là Phật. Nhưng có thể tôi chưa hoàn toàn nhớ lại, nhưng tôi biết tôi là Phật. Và phải đi đứng giống như vậy. Đi đứng như một vị Phật, thì quý vị là Phật. Then you are a Buddha. Bất cứ khi nào quý vị nghĩ đi đứng như Phật, quý vị là Phật, không có thắc mắc gì, bởi vì quý vị đã là như vậy rồi, chỉ là quý vị hay quên. Cho nên bất cứ khi nào nhớ lại, đó là lúc quý vị là như vậy. Tôi nói có rõ không? Trời ơi, thành Phật dễ quá. Dễ hơn là ăn ngủ, bất cứ gì khác. Chỉ nhớ thôi. Được, giờ tôi sẽ cho kẹo. Tôi sẽ gặp quý vị trong mơ hay gì đó. Quý vị có biết hai chỗ ở không? Phụ nữ ở đó, phái nam ở đây. Nếu quý vị chọn vậy, tôi không màng, sao cũng được. Miễn là quý vị thoải mái. Có thêm phòng vệ sinh ở đằng sau kia, có vậy thôi. Và rất yên lặng nếu quý vị muốn. Nếu quý vị muốn ở quanh đây cũng được. Tự chăm sóc cho mình. Có thoải mái không? Chỗ ngủ và mọi chuyện có tốt không? Tối nay quý vị làm sao ngủ? Trong lều, một số có đem theo lều à? Có khoảng 20 cái lều chúng tôi đã để sẵn bên ngoài và số còn lại quý vị tự mua. Hay nếu ai đến đây, bảo họ đem theo vài cái lều cho quý vị. Dễ quá mà. Lần sau hãy nhớ, mỗi lần đi gặp tôi đem theo một cái lều. Cũng có sao đâu. Chỉ đem theo bên mình và bỏ cái võng trong đó. Dễ quá, một cái lều quý vị có thể nhét vài bộ đồ vào trong đó. Quý vị biết đó, thời tiết nóng như vậy không cần nhiều đồ. Chỉ cần quần áo mỏng, phải dễ dàng và một cái khăn để quán ấm. Tất cả hành lý của quý vị chỉ nên có vậy thôi. Và một cái võng, thật dễ quá. Hãy nhớ treo trên cái nắm cửa. Để mỗi khi họ nói, ôi sư phụ đến, hay quá. Cũng dễ hả? Được chứ. Giờ tôi sẽ cho một số người kẹo. Nếu ai có kẹo đi theo tôi. Đến ngôi nhà nhỏ của tôi. Rồi chúng ta có thể nói chuyện hay có thể chỉ ngồi đó. Thank you.
Sư phụ gặp đồng tu tại nhà bếp của ngài ngày 8 tháng 6 năm 2001, buổi tối. Đây là con chó vẹt dê Úc. Vẫn còn bé. Chó ngồi trong lòng. Chó lớn, ta cần cái lòng lớn. Nó hay mắc cỡ cho nên ta đặt tên nó là Ẩn Sĩ. Nó thích ở trong nhà. Nó không thích người lạ lắm. Rất hướng nội. Chó một chủ. Phải là chó một chủ. Thật đẹp. Xem nó đẹp quá hả? Và nó càng lớn càng đẹp. Nó rất sợ. Nó sợ. Đừng lo, ngồi đây, Ẩn Sĩ. Cái đuôi nó đâu rồi? Nó không có đuôi, hầu hết là chó này không có đuôi. Một số có, nhưng hiếm lắm. Dù sao, nó cũng không cần đuôi, nó lắc nguyên cả cái mông. Cưng xem đây. Được, phía sau ta sẽ che cho. Hãy cho nó một cái bánh bích quy vậy đó, ở trên bàn. Hay ở đây. Được. Chúng ta có đủ bánh bích quy cho mọi người không? Hãy đem bánh bích quy ra đây. Cưng, nếu ta cho người cái này... Được. Tốt hả? Hãy chia cho nhau, mở ra và chia ra. Mở ra, chia đi. Đây là những thứ hiếm có, đừng bỏ rơi xuống như vậy. Hãy lấy và... Và quý vị có biết không, đây là món ưa thích của Đông Phương. Cho con chó sao đó. Cùng màu à? Không, màu nâu. Nâu à? Rất hiếm, màu này rất hiếm. Đỏ và có đốm. Red mơ bình thường thì chỉ có màu đỏ và trắng, nhưng con này lại màu đỏ và rất đẹp. Nó là loài rất đẹp. Mắt xanh, mắt kiểu. Và cái mũi đỏ xinh đẹp của ngươi. Xem bàn chân nó kìa. Hãy nhìn cách nó làm, một chúng sinh rất cao quý, như là một vị thánh. Nó xử sự rất tốt, rất giỏi. Ngày đầu tiên nó về nhà, ta bảo nó, đây là tờ giấy, đây là chỗ người sẽ đi bưu khi cần, ngay tức khắc. Bây giờ như là 95%. Đôi khi nó quên, hoặc những con chó khác rượt đuổi nó quá, nó như hết cách. Nhưng Chúa tôi, ngay tức khắc, ngày đầu tiên, nó đã biết đi chỗ nào. Một con chó rất thông minh và rất xinh đẹp. Quý vị có gì đó? Một con chó Border Collie. Cũng tương tự, phải. Nó màu đen, đen và trắng. Cũng được, màu đen rất được ưa thích. Nhiều người thích màu đen. Tôi có một con màu đen, nhưng nó là con Rottweiler. Con Rottweiler. Quý vị có muốn nghe chuyện về Rottweiler không? Tôi đã kể cho người thường trú rồi, nhưng tôi có thể kể lại. Đừng ăn nhiều quá, nó có thể ăn mãi. Có một thằng ăn trộm, chui vào một căn nhà và bắt đầu trộm đồ. Bỗng nhiên hắn nghe từ một góc tối ở đâu đó. Giê-xu đang nhìn ngươi. Cho nên hắn nhìn quanh, trời ơi, sợ quá. Nhưng hắn không thấy ai, cho nên hắn tiếp tục lục đồ và lại nghe nữa. Giê-xu đang nhìn ngươi, lần này lớn hơn. Rồi hắn đi theo tiếng nói tìm xem xuất phát từ đâu. Hắn thấy một con két. Hắn nhìn nó và nói, có phải người không? Người mới nói đó à? Con két trả lời, phải, ta chỉ cảnh cáo người. Rồi thằng trộm nói, hả? Ngươi tưởng người là ai? Ngươi là cái giống gì mà dám cảnh cáo ta? Ta là Mô-xê, con két nói. Nên kẻ trộm cười, hắn nói, loại người ngu nào mà đặt tên cho con két là Mô-xê? Con két trả lời, có lẽ là cùng một người.
đặt cho con chó Rottweiler nặng 150 cân tên là Jesus. Con chó Rottweiler nặng 150 cân Anh, quý vị hiểu chứ? Và nó đang nhịn. Trong trường hợp quý vị không biết về chó, Rottweiler là con chó dữ hạng nhất. Chỉ cắn một cái là quý vị từ giã cuộc đời. Nếu nó được huấn luyện như vậy, tất cả răng của nó như là cá mập. Khi anh chàng này mở miệng, quý vị không cảm thấy sợ. Nhưng con Rottweiler đó, khi nó mở miệng, trông nó đã đáng sợ rồi, chỉ nhìn thôi. Bàn chân của nó lớn hơn cả thân thể. Và nó rất tức cười, anh chàng đó. Nhưng nó rất dễ thương, nó cũng thông minh nữa. Nó cũng bù bù trên tờ giấy như được huấn luyện. Thật nhanh, ý tôi nói nó được 80%, còn con này 95%. Tùy theo. Nếu nó trong phòng một mình, nó luôn luôn 100%. Nhưng nếu nó giận hoặc đang bám vào cửa chờ tôi, thì chỗ nào nó cũng làm. Thằng nhỏ này xấu, nhưng nó cũng tốt. Đây là miếng cuối cùng nha, bé bự. Nó thật đẹp, thật đẹp. Được rồi. Quý vị muốn kể chuyện gì không? Giờ là cơ hội. Bây giờ hay là không bao giờ? Xin Ngài cho con một miếng bánh Mars. Quý vị không có à? Đây, đây. Quý vị không nên mắc cỡ. Còn ai nữa không? Quý vị muốn thêm không? Muốn à? Được. Đó là thực phẩm cho một tuần. Được, cứ lấy đi. Lấy và chia cho nhau. Ai lấy đi, cứ lấy. Bất cứ gì trên bàn. Ở đây, cưng. Muốn uống nước không? Ở đây. Không, lát nữa. Nó bận ăn. Muốn uống nước không? Được. Có vậy thôi à? Trời ơi, tôi rất phấn khởi. Có ai đó kể chuyện hay gì không? Chỉ bánh ngọt thôi à? Có điều gì hay muốn kể không? Đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau. Quý vị phải có rất nhiều chuyện. Xin chào. Gì đó? Ê, đừng ngon quá. Hãy lịch sự một chút, cho dù đó là bánh ngọt ưa thích của vị. Con rất thích thú mấy con chim của ngài, bởi vì trên đường đến đây con đọc một bài báo. Tạp chí Thiên nhiên. Về một người nghiên cứu về chim. Ông ta học về âm nhạc. Ông tìm thấy có những cấu trúc giống nhau giữa tiếng chim và một số nhạc cổ điển như Mozart và khúc nhạc Beethoven số 5. Đây là âm thanh tự nhiên. Phải, chính vậy. Và ông nói rằng ông đã nghiên cứu cấu trúc những bài hát của hầu hết thú vật. Ông nhận thấy chúng thật ra có những cấu trúc âm nhạc rất tinh vi, giống như những khúc nhạc giao hưởng và hòa tấu. Phải đó, mấy con chim của tôi, chúng ca hát nhảy múa với nhau cũng không nhiều, nhưng cảm ơn rất nhiều. Giờ tôi biết chim có thể hát được. Sau khi quý vị nói, tôi sẽ về nhà và chú ý hơn. Thật buồn cười. Người ta nói rằng có thể Beethoven ăn trộm nhạc của chim. Phải đó, họ có làm vậy. Ông ta có làm như vậy. Ông xem chúng và ông soạn ra như là cu 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 cu. Nó nghĩ tôi là cu cu. Miễn là quý vị cho bánh thì không sao. Ôi chà, thứ này đắt tiền. Khi còn là thầy tu tôi không dám ăn. Của tôi à? Tôi phải ăn một cái trước khi hết. Khi tôi là thầy tu, tôi không có tiền ăn thứ này. Khi tôi mới được thụ phong để xem đời sống nhà tu ra sao. Thật là nghèo. Như là đã dự tính trước, tôi chỉ ăn mỗi ngày một lần. Và tất cả những vị sư nữ khác, họ có đủ thứ bánh kẹo. Chỉ có trời mới biết là từ đâu tới, và rất đắt tiền. Ý tôi là giờ thì chẳng có ý nghĩa gì, nhưng hồi đó tôi không có gì cả. Chúng rất đắt tiền đối với tôi. Họ ăn hết cả hộp trong 2 giây.
Tôi nghĩ trời ơi, nhà tu kiểu gì vậy? Sao giàu quá? Tôi cũng muốn làm nhà tu giàu. Ít ra cũng không phải là ma đói. Và bây giờ đây kêu quý vị cũng ăn hết cả hộp, có phải không? Quý vị là nhà tu giàu có mà. Còn gì nữa không cưng? Gặp quý vị thật vui. Quý vị trông cũng vậy, không già thêm chút nào. Vậy tốt, năm nay con sẽ được 40. Ồ, thôi ca, chào quý vị sắp bắt kịp tôi. Cứ chạy sau đích tôi để làm gì vậy? Quý vị khỏe không? Dạ, rất khỏe. Mọi việc đều tốt đẹp hả? Dạ, tôi rất vui gặp quý vị. Nhất là những người tôi quen và là bạn bè rất lâu. Quý vị có gì kể cho tôi nghe không? Không à, ngài đã làm gì? Cái gì? Sau khi kỳ thiền lục tại Thái Lan, ngài đã làm gì? Ngài đã làm gì từ đó đến giờ? Tôi đã làm gì à? Dạ, nuôi chó, tắm cho chim. Tự chăm sóc thôi. Đi bác sĩ. Uống thuốc. Thật à? À, ăn ít hơn. Uống thuốc nhiều hơn. Ít thức ăn hơn. Ăn ít, uống thuốc nhiều. Ngủ. Ngài trông rất khỏe. Vậy à, bởi vì tôi gặp quý vị. Bởi vì tôi gặp quý vị. Trang điểm một chút cũng giúp ích. Khi tôi ở một mình, tôi chỉ mặc quần jean đi lang thang và cảm thấy rất thoải mái. Nhưng những thứ này tốt cho máy quay phim. Bán băng, kiếm tiền. Kiếm tiền cưng. Và như vậy, khi tôi đi ra ngoài, quý vị biết đó, ít bị chú ý hơn. Người ta không bao giờ nhận ra tôi. Có người gặp tôi và nói, bà trông hơi giống Thanh Hải Vô Thượng Sư. Nhưng bà đẹp hơn. Tôi nói phải, tôi có nghe. Nhiều người cũng nói vậy đó. Nhiều người nói với tôi như vậy. Hay quá. Hả? Chà, quý vị đã ăn rồi. Uống cái gì? Gần đây ngài có xem phim gì hay không? Ồ, tôi có một danh sách dài. Nhưng tôi đưa cho ai đó và hắn không có đưa lại. Phải, có những phim hay. À, cuốn phim mới đây tôi cũng không nhớ. Có một số... Sư phụ có thích phim Tàn Long Phục Hổ không? Tôi xem phim này trước khi nó đạt giải Oscar. Vậy à, tôi nhận được bản sao từ Formosa. Họ chiếu tại các nước Á Châu trước khi chiếu ở đây. Cho nên chúng tôi đã xem nó rồi. Vậy hay quá. Hy Mã Lạp Sơn. Ồ, tôi chưa xem. Ồ, phim này rất hay. Vậy à, mới đây à? Khoảng cùng một thời gian. Ồ, vậy à, đó cũng là một bộ phim nghệ thuật. Ồ, lâu lắm rồi tôi chưa đi xem phim. Có một bộ phim rất hay tên là Người Cảnh Sát. Người Cảnh Sát. Vậy à? Có những thầy tu Hy Mã Lạp Sơn. Ồ, vậy à, ngay hiện giờ. Hay là ở trong băng thâu hình. Trong băng thâu hình. Phim này có chiếu một năm trước. Ồ, hãy đi mướn về. Một cuốn phim rất hay. Thật ạ, cảm ơn. Nếu quý vị biết một số phim, quý vị cũng phải giới thiệu. Quý vị có xem phim Người Thánh Thiện chưa? Tôi có giới thiệu phim Người Thánh Thiện không? Không có trong danh sách, bởi vì con thắc mắc không biết ngài đã xem qua chưa. Có xem qua một lần và quên mất. Chắc tôi đã quên. Làm ơn nếu biết quý vị cũng giới thiệu để tôi có thể đi xem. Tôi không thường có cơ hội. Chúng con thường xem phim. Chúng con không có đời sống. Được, vậy quý vị cũng có thể giới thiệu một danh sách. Và tôi cũng xem danh sách này. Bởi vì tôi không luôn luôn xem các phim. Và rồi chăm sóc cho quý vị và mua bánh kẹo cùng một lúc. Thưa ông, con chỉ cho ngài biết trong y khoa người ta bắt đầu thức tỉnh. Con không biết ngài có xem trong báo Newsweek và Time không? Họ nói về lực lượng của yoga và họ cũng nghiên cứu về sự phản ứng ngây ngất của thể chất và thể nghiệm tâm linh. Thời điểm đã đến rồi. Đúng vậy. Cho nên chuyện này trở thành rất phổ biến. Ngài có thể đã thấy người ta đã biết rằng có điều gì đó. Họ rất khó chấp nhận, nhưng họ chấp nhận một cách gián tiếp rằng có Thượng Đế.
Bài viết đó cũng hơi tức cười, bởi vì họ có nói Lunsa Yoga là loại yoga dễ nhất và Hatha Yoga là khó nhất. Tất cả chỉ là tập thể dục. Đúng vậy. Chúng ta phải vượt lên trên đó. Thật ra khi quý vị tu Pháp Môn Quán Âm, đôi khi quý vị cảm thấy các luân xa cũng thức tỉnh. Nó tự nhiên hơn là bắt đầu tại đây, ở dưới cùng của những cái khác. Chúng ta bắt đầu từ trên cùng và tất cả phải đi lên. Tốt hơn là bắt đầu dưới đáy và leo lên. Lỡ mà có cái đáy lớn thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Rất, rất nhiều. Dầu có phân đều, bên phải có thể sẽ lên trước. Bên phải có thể muốn lên trước. Và bên trái vẫn còn ở đó. Rồi quý vị sẽ thấy như vị tướng, tờ chỉ đùa thôi. Nhưng nó đang trở thành một đề tài bởi vì rất nhiều người cứ nhào vô một cách mù quáng. Và rồi có vấn đề. Cái gì? Người ta tập một cách mù quáng. Bởi vì họ nghe nhiều chuyện khác nhau và họ đến bác sĩ vì đủ loại triệu chứng và vấn đề. Vì thế phải có sự tổ chức toàn thể để chắc chắn là không có ảnh hưởng phủ định. Từ ai? Từ cái gì? Từ những người tu hành, họ tự tu vì họ nghe đủ thứ chuyện. Ồ, ta biết, phải. Người Mỹ trung lưu chỉ nghe như vậy, rồi họ làm bất cứ những gì mà họ muốn làm. À, ngu quá, ta biết. Quý vị rất may mắn. Rất may mắn ạ. Có bao nhiêu người đã bị tẩu hỏa nhập ma vì tu hành sai? Tôi đã nói với quý vị nhiều lần rồi. Hãy bảo với mọi người, tốt hơn là đừng làm gì cả. Hoặc quý vị phải đi tìm thầy chân chính để học cho đúng. Người mà có thể đứng sau quý vị và ủng hộ suốt con đường từ đây cho đến thiên đàng. Nếu không, quý vị sẽ lạc lối. Lạc lối trong những cái hư vô hay đâu đó và trong cái trống không hay gì đó. Cái không rất lớn và vũ trụ vô tận. Và quý vị sẽ đi đâu nếu không có người hướng dẫn? Và dĩ nhiên quý vị đụng vào những hiện tượng Atula hay là cái lỗ đen hay gì đó. Quý vị sẽ bị lạc vĩnh viễn, rất kinh khủng. Tốt hơn là đừng giỡn mặt với vũ trụ, nhất là với lực lượng tâm linh. Trời ơi! Nếu quý vị đùa với lực lượng bom nguyên tử như vậy đã đáng sợ rồi. Dù rằng quý vị có thể điều động được, đó chỉ là vật chất, nhưng những thứ vô hình, những cái không biết, nếu quý vị nhúng vào, ôi trời ơi, tôi cũng không tưởng tượng nổi. Trong bài nói về sự xuất thần ngây ngất, cũng có đề cập đến việc người ta thấy được chút đỉnh gì đó, rồi họ bực bội vì không có sự hướng dẫn sau đó. Phải, đúng vậy. Vậy họ nên tìm kiếm. Ngày nay, nếu quý vị không tìm được minh sư, đó là lỗi của quý vị. Có điện thư, có những mạng lưới, có tất cả tài liệu khắp mọi nơi. Vị vô thường sư ở khắp mọi nơi, ở tất cả mọi chỗ. Bất cứ khi nào tôi mở máy điện toán, tôi nhìn thẳng vào chính mình. Ai vậy? Trời ơi! Hiện nay thật dễ đặt câu hỏi, phải không? Nhưng dĩ nhiên, tôi không biết. Có thể là người bình thường, không dễ biết ai là ai. Và họ không biết phải tin ai, và họ chỉ bị cuốn theo chiều gió, cũng thật là tội nghiệp. Và đó là lý do quý vị hiện hữu. Quý vị ở khắp nơi, quý vị là vô sở bác tại, quý vị bảo tất cả mọi người cái gì là cái gì, ai là ai. Quý vị là ngàn tay của Quán Âm Bồ Tát. Và ngàn mắt của Quán Âm Bồ Tát. Quý vị ở khắp nơi, quý vị làm việc, nói chuyện, đi đứng. Đó là lý do tôi bảo quý vị phải đi đứng như một vị Phật. Nếu không thể làm như vậy trong mỗi giây phút của ngày, thì ít ra đi đứng ở trong trung tâm như một vị Phật. Ở đây chúng ta chỉ có Phật, không gì khác, cho nên phải là Phật. Nếu không, tại đây quý vị trông giống như cái gai trong rừng vậy. Gì đó. Bởi vậy mà một số bác sĩ cùng hợp lại, họ tạo nên một mạng lưới tin tức để người ta có thể hiểu tổng quát. Tôi hy vọng như vậy cho bệnh nhân và cho mọi người. Có à? Nhưng tôi hy vọng là họ tạo nên một mạng lưới tốt đẹp, đang thành hình. Nhưng như vậy tốt, rất hứng thú hả? Dạ phải. Để hợp tất cả lại. Thật ra chúng ta đang tiến gần. Ta đã bảo quý vị là thời đại hoàng kim đang đến. Ta đã bảo quý vị từ lâu rồi. Quý vị biết điều này phải không?
Nó rất tốt, rất tốt. Tôi rất may mắn. Rất may mắn. Tất cả những con chó đều tốt. Đúng vậy. Tin này nghe rất hay. Tiếp tục báo cho tôi biết những tin tức hay. Cảm ơn về tin tức này. Nó sắp đến rồi. Cho nên điều duy nhất cản trở chúng ta không trở thành Phật tánh của mình là niềm tin rằng chúng ta không phải là Phật. Phải, đó là điều duy nhất. Và nó chỉ đơn giản vậy thôi. Đúng vậy. Nhưng nó không đơn giản vậy đâu. Bởi vì đó quý vị làm cho nó quá phức tạp. Quý vị làm cho Phật Thượng Đế một cái gì rất xa vời, một cái gì không đụng được, không tới gần được. Vì nghĩ vậy nên quý vị trở thành như vậy. Được. Cũng như nếu con cá không biết đại dương ở đâu, trong khi nó đang bơi trong đó, thì không ai giúp nó được, phải không? Nếu nó không biết đại dương đâu trong khi nó đang bơi trong đó, nó sẽ không bao giờ biết được điều gì khác, dù là nó du hành xa đến đâu. Cũng vậy, tôi cho quý vị hay, nếu quý vị đi Hy Mã Lạp Sơn cũng vô ích. Quý vị ở đây và làm việc với Hy Mã Lạp Sơn của mình. Phải, ngay tại nơi của mình, quý vị phải biết Thượng Đế ngay tại đây. Bởi vì Ngài ở khắp mọi nơi. Trời ơi, tôi có nói mãi Thượng Đế khắp mọi nơi và toàn năng. Chẳng lẽ là chuyện diễu à? Và thiên quốc ở bên trong ngươi, đó là chuyện diễu à? Hay là Chúa Giêsu nói láo? Hay Phật tại tâm? Phật có nói giỡn về sự tin tưởng, tình cảm không? Không, họ đều nói sự thật. Cho nên quý vị chỉ cần phải nhắc nhở mình mỗi ngày, tôi là Phật. Và nếu quý vị không biết rằng quý vị là Phật, thì hãy làm như một vị Phật. Phải. Giúp người khác khai ngộ. Quý vị càng giúp nhiều người bằng mọi cách, quý vị càng khai ngộ. Quý vị càng nhận ra rằng, phải, tôi có lực lượng này. Một khi quý vị nói chuyện với những người khác, Phật tánh của quý vị bước ra và nói chuyện với họ. Quý vị sẽ nhận ra, trời ơi, tôi có thể nói chuyện như vậy sao? Ai đang nói vậy? Xem ai đang nói kìa. Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ biết nói chuyện như vậy. Quý vị càng dùng đến lực lượng của Phật bên trong mình, đó, thì quý vị càng thành tâm mong mỏi người khác được khai ngộ quý vị biết đó một cách tự nhiên, không phải là ép buộc hay hăm dọa, nhưng một cách tự nhiên. Nó sẽ thể hiện nhiều hơn, và quý vị càng nhận ra, phải, tôi có lực lượng này, nếu không thì nó từ đâu ra? Làm sao tôi nói chuyện được như vậy? Quý vị sẽ nhận ra tài hùng biện và lực lượng thuyết phục. Rồi quý vị sẽ tự thuyết phục được chính mình nữa. À, nhờ quý vị tôi trở thành Phật. Đó có nghĩa là như vậy. Bởi vì nếu quý vị không cần đến tôi, có lẽ tôi chỉ bỏ cái Phật tánh của mình qua một bên và đi hưởng thú câu cá hay gì đó. À, không, ý tôi nói là chơi túc cầu. Tôi nói chuyện như người ta, những người láng giềng, hàng xóm và đại khái vậy. Ê, tôi đi câu cá cuối tuần này. Tuần trước tôi câu được con cá lớn, lớn cỡ này. Tôi không ăn nó đâu bởi vì nó lớn quá. Tôi sẽ chia nó cho tất cả mọi người. Đại khái vậy. Bà có muốn một miếng không? Tôi nói không, cảm ơn, quý vị cứ hưởng đi. Tôi không nói láo đâu, nó là con cá rất lớn. Đôi khi cũng buồn cười. Được, còn gì nữa? Xin mời, có cách nào thích hợp để chúng con tỏ lòng cảm kích đến Ngài không? Quý vị muốn làm cách nào cũng được. Tôi biết quý vị cảm kích tôi. Nếu không, quý vị sẽ không có mặt ở đây. Chà, chúng ta không còn nhiều thời giờ trong thế giới này. Chỉ để đến đây vui chơi, phải không? Dĩ nhiên chúng ta cũng đến đây để vui chơi nữa. Nhưng có rất nhiều chỗ vui khác để đi, phải không? Quý vị có nhiều chỗ để đi, nhiều người để gặp và nhiều chuyện để làm. Cho nên nếu quý vị đến đây, tôi biết quý vị rất cảm kích tôi. Tôi rất vui, dù sao cũng xin cảm ơn. Tôi có thể cảm nhận được tâm thành của quý vị. Tôi có thể cảm nhận được.
Và tôi cũng rất cảm kích quý vị. Có cách nào thích đáng để tôi có thể bày tỏ với quý vị không? Chào. Sau khi chúng ta khai ngộ, có cách nào để chúng ta... Dĩ nhiên, có nhiều người trong thế giới này. Họ chạy lăng xăng không có khai ngộ. Họ như là đi với khăn che mắt. Họ không biết họ là những chúng sinh rất thánh thiện. Có cách nào để chúng con không nản lòng do số đông những người mù này? Thay vì chỉ nhận biết rằng họ là thánh thiện và yêu thương họ dù họ là gì đi nữa, cho rằng quý vị là một sáng tạo thích thú, phải hãy yêu thương họ như vậy và làm việc của mình. Họ làm việc của họ, quý vị làm việc của quý vị. Nếu quý vị không thể ảnh hưởng họ bằng bất cứ cách nào thì cứ giữ mình được tốt đẹp và tự bảo vệ mình, ít ra là như vậy quý vị không bị mất niềm tin. Như vậy tốt, đó là lý do chúng ta phải hợp lại với nhau. Quý vị biết mà, cẩm tu, thiền bế quan, thuyết pháp, băng thâu hình, sách, vân vân. Tự nhắc nhở mình cho đến khi quý vị đủ mạnh và tự đi được và không bị ảnh hưởng nữa, dù bằng bất cứ cách nào. Rồi quý vị trở thành chủ nhân của chính mình, chủ nhân của thế giới, thay vì thế giới trở thành chủ nhân của quý vị. Quý vị không cần phải dạy bất cứ ai để làm minh sư. Quý vị là minh sư của chính mình, đó là điều khó khăn nhất. Cho nên không thành vấn đề. Trong bệnh viện chỉ có 2 hay 3 bác sĩ, hay nhiều lắm là 10 vị. Và họ không bị áp đảo bởi số đông bệnh nhân trong bệnh viện, phải không? Bởi vì họ biết họ đang làm gì, họ đã học nhiều năm, và họ chữa cho người bệnh. Thay vì để cho bệnh nhân truyền nhiễm họ qua những chứng bệnh hay sự khổ sở của họ. Đó là một điểm rất hay, con cảm ơn. Dĩ nhiên. Cảm ơn. Mọi người đều bảo rằng ta thật tuyệt, nhưng ta cần điểm gì đó để chứng minh. Chúng ta chỉ tin tưởng bằng niềm tin mù quáng. Còn ai nữa không? Nhưng quý vị hỏi như vậy rất hay, những câu hỏi rất khai ngộ. Quý vị rất giỏi, tôi thích những câu hỏi này. Đây, sô-cô-la. Chocolate. Có một số dấu hiệu để người ta nhận ra mau hơn. Nếu cứ tìm ở đâu khác. Quý vị đứng ra rõ như vậy mà nó không thấy. Nó chắc phải ghét sô-cô-la lắm, gã này. Mọi người khác đều thích sô-cô-la. Con mới ăn xong. Quý vị sẽ trở nên đồng nhất với nó. Chúng ta có thể thấy rõ ràng. Được. Con thọ tâm ấn từ tháng 10 năm 2000. I'm an initiate from October 2000. Con rất thích thiền bởi vì con cảm nhận được kết quả. Nhưng con không thấy nhiều, con không có thể nhiễm. Một vài lúc con thấy được, nhưng con cảm nhận được kết quả vật chất nhiều hơn là trong mắt huệ. Như là thân thể con cảm thấy như những luân xa mở lớn hơn. Con cảm thấy mắt thứ ba mở lớn, nhưng con không phải sự rung động và tất cả vậy. Phải như là hiện giờ. Nó rung động rất mạnh. Và con nghe tiếng động, không phải tiếng động mà là âm thanh. Ngay cả lúc con không thiện. Nhưng lúc thiền con không thấy. Tôi nghĩ nó đang mở. Tôi nghĩ cửa của quý vị hơi có két một chút, phải mất thời gian lâu, quý vị biết không? Một số cửa có thể mở ra liền, một số khác. Cho nên đó là lý do tại sao quý vị cảm thấy tất cả mở ra. Được chứ? Có thể là quý vị cần cái búa. Quý vị tu tốt, mọi người đều có thể nghiệm khai ngộ khác nhau.
Không bắt buộc phải giống nhau. Khi chúng ta nói ánh sáng và âm thanh, quý vị có âm thanh thiên đàng. Và theo thời gian, sẽ dạy tất cả những điều quý vị cần biết. Và theo thời gian, sự mở ra cũng sẽ ảnh hưởng đến trí huệ của quý vị. Và mở ra những chiều hướng mà quý vị chưa bao giờ biết là có hiện hữu. Hãy kiên nhẫn, hãy kiên nhẫn. Nhưng đừng lo lắng, kiên nhẫn, nhưng đừng đòi hỏi. Như là lẹ lên, Thượng Đế ơi, ngài đâu vậy? Hãy thư thả. Để Thượng Đế đuổi theo quý vị, đó là điều tốt nhất. Quý vị không thể ép một khách hàng bước vào tiệm của mình, biết chứ? Phải, tiệm của quý vị phải trang hoàng thật đẹp. Và tất cả những thứ hay ho trong tiệm và quảng cáo. Rồi quý vị đứng đó chờ, nhưng chỉ làm được như thế thôi. Khách hàng bước vào khi nào họ muốn. Và ở lâu hay mau là tùy ý họ, Thượng Đế cũng như vậy, ngài tự do. Nhưng quý vị tu hành tốt lắm, trông tốt lắm. Và ngọt ngào. Cảm ơn. Màu sắc cũng tạo nên sự khác biệt. Phải. Quý vị có thể tưởng tượng chuyện ăn sô-cô-la màu xanh không? Không, gớm hả? Cho nên quý vị thấy đó, màu sắc cũng nhắc nhở chúng ta những thứ ngọt ngào. Hãy cẩn thận, nếu không người ta sẽ ăn quý vị. Còn gì nữa không? Con có một câu hỏi khác mà có thể là... Con không biết nó có triết lý không? Đừng mắc cỡ, cứ hỏi. Dạ, con nghe tất cả các minh sư nói. Họ dạy là đừng học ở vị thầy khác. Như là khi sư phụ có nói không thể học hỏi nếu đạp hai xe đạp cùng một lúc. Không thể học hỏi, đó là một chuyện. Và đồng thời, con hiểu rằng chúng ta đồng nhất thể đâu đó bằng cách nào đó. Tại sao sự đồng nhất này không vượt qua cá nhân minh sư? Bởi vì quý vị đã bị chia cách rồi. Phải mất thời giờ và lực lượng và sự tập trung để trở thành đồng nhất với mọi chúng sanh. Cho nên trong lúc chia cách, tốt hơn nên chỉ tập trung vào điều mình biết và trước hết học hỏi điều gì mình có. Nếu không, quý vị sẽ bị tràn ngập với quá nhiều những lý thuyết và giáo lý hình như trái ngược nhau. Bởi vì mỗi minh sư... Những minh sư chân thật dạy cùng một chân lý, nhưng họ có thể diễn tả khác nhau hay với những cá nhân khác nhau. Và nhân duyên mà vị minh sư có đối với học trò của ông thì khác với nhân duyên của quý vị đối với ông. Rồi quý vị tràn ngập mình với quá nhiều yếu tố, không thể tiêu hóa được. Điều này sẽ khiến quý vị chậm tiến bộ. Bởi vì quý vị làm cho mình lẫn lộn và nghi ngờ con đường này. Rồi quý vị cũng không thể đi đường đó bởi vì trong nó có vẻ như tương tự, bởi vì quý vị chưa phát triển đủ để phân biệt cái gì là cái gì. Hay quý vị thậm chí cũng không thể thâm nhập được rằng tất cả là một, cho nên tốt nhất là ở tại đẳng cấp chân lý của mình. Cho đến khi quý vị vượt lên, và rồi dĩ nhiên quý vị có thể đi đến địa ngục. Không cần nói đến chuyện một chúng sanh khác, cùng đẳng cấp hoặc cao hơn hay đẳng cấp khác. Hãy làm từng chuyện một. Không phải là cấm. Chỉ là khi quý vị học với vị giáo sư dạy anh văn, thì không cần phải đi tìm giáo sư dạy anh văn khác, bởi vì có thể ông sẽ cho bài học khác. Cũng như ông cho người thợ sửa xe học những chữ khác, và quý vị học để trở thành thợ sửa ống nước, mà ông dùng những từ khác để dạy quý vị. Cả hai đều dạy anh văn, nhưng quý vị học từng thứ một. Rồi sau này nếu quý vị muốn thì có thể học với vị thầy kia. Nhưng rồi cũng không cần thiết, hiểu chứ? Cho nên hiện tại không cần thiết, sau này cũng không cần thiết. Cho nên nó chưa bao giờ cần thiết hay sẽ không bao giờ cần thiết. Hãy dính với một vị thầy. Nếu quý vị tin rằng vị thầy này dạy toàn là chân lý, thì hãy giữ như vậy. Nếu không tin, quý vị có thể bỏ vị thầy này, đi nơi khác và chỉ ở với vị thầy đó thôi. Nhưng hãy cẩn thận trước khi đi, hiểu điều này chứ. Nếu không, quý vị chỉ phí thời gian đi mua sắm lòng vòng, rồi phí thời giờ của quý vị. Niềm tin có thể dời núi. Và tôi hứa với quý vị là bất cứ gì tôi dạy quý vị là toàn thể chân lý.
Nếu không, tôi sợ sự trừng phạt của Thượng Đế. Nếu tôi không đủ khả năng dạy, tôi sẽ không dám dạy. Bởi vì tôi cũng là một phụ nữ, cũng là một người đàn bà, cũng là một con người. Tôi cũng sợ Thượng Đế. Nếu tôi không đạt đến đó, tôi sẽ không dám. Quý vị có dám không? Không. Có thể quý vị dám, nhưng tôi thì không, bởi vì tôi sợ Thượng Đế. Tại sao tôi phải làm vậy nếu tôi không biết? Bởi vì tôi không cần gì cả. Tôi cảm thấy mình không cần gì cả. Quý vị có cảm thấy tôi cần gì không? Không ạ. Không, không. Trong tâm tôi nhìn trong tâm mình, tôi không cần gì cả. Cho nên nếu tôi dạy quý vị, đó là vì tôi cần phải dạy, bởi vì tôi biết. Và điều gì tôi biết, tôi cho quý vị chân lý cao thượng nhất mà tôi biết. Nếu tôi dạy quý vị vì cần quý vị, hay tôi cần tiền, tôi cần danh vọng hay tương tự vậy, thì tôi có thể làm sai. Hoặc có thể tôi làm để được danh vọng hoặc lợi lộc. Nhưng tôi nhìn tâm mình, tôi không cần gì cả. Và bất cứ điều gì tôi biết đó là chân lý. Và rất nhiều người trong chúng ta biết nó là chân lý. Chúng ta có thể cứ chứng minh. Ngay cả nếu tôi sai, tất cả quý vị không thể bị sai. Và tôi đã tìm kiếm khắp trời đất. Không có điều gì hay hơn là điều tôi đã dạy quý vị. Đây không phải là để thay đổi quý vị, chỉ là để nói với quý vị bởi vì quý vị hỏi. Nhưng dĩ nhiên, ở trình độ quý vị sẽ hiểu tôi hay không hiểu tôi không thể ép quý vị. Tôi chỉ cho quý vị biết như là một lời hứa, một lời thề, một tuyên ngôn. Để nếu cần sự xác nhận thì quý vị sẽ có. Được rồi, còn gì nữa không? Tiếng Anh. Dạ, sư phụ. Thưa sư phụ, có lần con thể nghiệm trong thế giới khác, con là một trái cầu ánh sáng. Ánh sáng tinh khiết không thể bị ảnh hưởng bởi đẳng cấp, tình cảm hay thân thể của con. Và hơn nữa, con biết con là Phật, phải vậy tốt. Và con thấy những trái cầu khác giống như con, và họ cũng là Phật. Và con cũng thấy con người, đại khái vậy. Nhưng con có một câu hỏi. Vì sao ánh sáng tinh khiết đó là Phật tánh? Nó không thể bị ảnh hưởng do đẳng cấp của con. Nhưng vì sao có những lúc khác con cảm thấy mình là con người trở lại? Nó chỉ kéo dài được vài tháng, nhưng con lại cảm thấy như cũ. Đầu óc con vẫn bị chiếm cứ và khiến con làm những điều như một phàm phu. Phải, tôi hiểu. Bởi vì quý vị vẫn còn đóng một vai trò ở đây. Quý vị vẫn còn trong rạp hát. Quý vị có giao kèo. Nếu quý vị có giao kèo trong 2 năm, quý vị đóng 2 năm. Nếu quý vị có giao kèo 20 năm, quý vị đóng tới khi nào chấm dứt giao kèo. Hiểu chứ? Dù rằng quý vị biết mình là một thường dân, nhưng quý vị có giao kèo phải đóng. Và khi quý vị trong rạp hát, hay trở lại rạp hát, hay trở lại hãng phim, quý vị đóng vai của mình. Quý vị phải quên hoàn toàn mình là ai để có thể đóng cho hay. Tất cả các nam nữ diễn viên đóng giỏi. Bởi vì khi đó họ thật sự đồng hóa với mình, với vai trò mà họ đang đóng. Bởi vậy mà chúng ta khóc với họ, cười với họ, chúng ta thưởng cho họ giải Oscar và tình thương và sự ủng hộ. Bởi vì họ thật sự quên mình, đóng vai trò mà họ đóng. Cho nên quý vị không, quý vị thấy cùng một mặt của Julia Roberts hay Redford hay bất cứ ai, nhưng quý vị đồng hóa với vai trò mà họ đang đóng. Hiểu không? Đây là sự trái ngược. Tương tự với con người chúng ta. Chúng ta biết rằng mình là Phật trong khi đang ở đất Phật, trong khi thiền. Và ngay cả trong 24 giờ chúng ta biết rằng mình là Phật, nhưng cùng lúc chúng ta làm công việc mình phải làm. Không sao, cũng hay. Con sẽ nói một điều. Được. Bởi vì khi đó con biết rằng chỉ có pháp môn này, pháp môn Quán Âm mới có thể khiến cho con người nhận ra Phật tánh của họ. Chỉ có pháp môn này. Phải. Ồ, con biết nhiều chuyện khác rất nhiều nhưng không thể nói. Rất nhiều lần quý vị biết như vậy. Nhiều chuyện khác nữa. Được, quý vị muốn nói gì thì nói. Bởi vì như là
Khi con thể nghiệm được như vậy, con tán thán bất cứ ai. Bởi vì nếu tất cả mọi người trở thành Phật, vũ trụ sẽ biến mất, sẽ không còn vui nữa, có phải vậy không? Phải, đúng vậy, đúng vậy. Một số người cần phải không biết bởi vì họ đã chọn để chưa biết. Hiểu không? Họ muốn hưởng thụ. Ê, cái gì đó? Nhưng tất cả mọi người đều là Phật. Cảm ơn. Tốt. Xin cảm ơn sư phụ. À, tốt, quý vị có tiến bộ. Quý vị có sự hưởng thụ. Quý vị hưởng thụ. Quý vị thật sự thiền. Vậy tốt. Tôi nên biến mất thêm 2 năm nữa và tất cả quý vị sẽ thành Phật. Hay ít nhất là 2/3 Phật. Quý vị làm chuyện gì trong lĩnh vực con người cũng tốt. Ngay cả khi quý vị có kiến thức rằng mình là Phật, quý vị có hiểu không? Đó là lý do quý vị rất thư thái vì biết rằng mình làm gì đây cũng tốt, vô nghĩa nhưng cũng tốt. Quý vị biết mình là Phật nhưng làm chuyện của con người. Được mà. Vì thế mà những người khai ngộ họ rất tự tin làm người. Họ là con người thật sự. Họ làm chuyện của họ, họ muốn làm gì thì làm, họ biết họ đang làm gì. Cùng lúc họ biết rằng họ không phải là con người, nhưng đồng thời đối với họ, làm người cũng không sao. Hiểu không? Họ không tự trái ngược họ. Họ không có vấn đề hay sự tranh đấu nào như là trời ơi, tôi là Phật, tôi không thể làm chuyện này. Quý vị hiểu không? Tôi có thể làm được, có thể, không sao. Phải, bởi vì quý vị đã biết tất cả rồi. Quý vị biết dù mình là Phật, quý vị đang ở đây. Quý vị ở đây và ở đó và ở đây, không sao, không có điều gì trái ngược nhau cả. Và chúng ta sống hai đời sống cùng một lúc. Chúng ta cảm thấy thoải mái, tự tin, hạnh phúc và biết mình là ai. Và đúng là như vậy, đúng là vậy. Nếu không, nếu quý vị cứ nghĩ về mình, 24 giờ, tôi là Phật, như vậy không vui. Và rồi quý vị sẽ không hưởng thụ thức ăn, thức uống. Và tôi sẽ để dành tất cả bánh mít quy cho mấy con chó. Thật đáng tội. Và rồi, chúng đi đâu rồi? Tôi chỉ có 5 con và họ phải làm cái cửa lớn hơn cho chó. Cũng hay, cũng hay. Hay lắm, bất cứ gì. Miễn là quý vị khai ngộ, quý vị làm gì cũng được và cảm thấy thoải mái. Còn con nữa? Được. Con muốn kể lại một thí nghiệm con có khoảng 3 tháng trước. Con mới thọ tâm ấn hôm nay. Khoảng 3 tháng trước, con đọc sách Biếu và Lời Pháp Canh Lồ. Và con nghe một vài băng thuyết pháp của sư phụ. Tuy nhiên, con chưa bao giờ nghe băng tán Phật của sư phụ. Một đêm trong khi nằm ngủ và nhắm mắt lại, và có vẻ như là con đang bơi trong ánh nắng lỏng, đặc sệt. Và sư phụ đang tụng như thể là ở không gian ba chiều. Và con có thể thấy được sư phụ đang tụng. Và nói như thể là con không muốn ở chỗ nào khác. Và khi con nhận ra điều này, con không còn đó nữa. Đó, thấy không? Cái bộ óc. Nhưng lúc đó con chưa bao giờ nghe băng tán Phật của sư phụ. Lúc đó quý vị tự biết. Và rồi tuần trước con nghe băng tán Phật của sư phụ. Và sư phụ biết sao không? Đó là băng mà quý vị đã nghe. Đó chính là nơi mà con đã có mặt. Phải, tôi biết. Cho nên con cảm ơn sư phụ đã có mặt tại đó. Không có chi. Giống như là quý vị cần bằng chứng mà. Anh Thomas, quý vị tên gì vậy? Con tên là Rosen. Rosen, không phải là Thomas à? Rất hay. Để quý vị có thể tự chứng minh là không phải tôi ảnh hưởng quý vị. Bằng sự tụng niệm hay gì đó, quý vị tự nằm mơ thấy, quý vị thậm chí cũng không biết. Rất tuyệt diệu. Phải, dĩ nhiên rồi. Được, cảm ơn. Tôi có thể làm ca sĩ, nhưng tôi hy sinh nó cho quý vị. Chúng con cảm ơn. Có thể ta vẫn tiếp tục thử và kiếm được nhiều tiền và chúng ta sẽ có thiền đường lớn hơn và rồi quý vị không cần phải sống trong lều hay tương tự như vậy, cảm thấy tội nghiệp. Nhưng quý vị không màng, giống như là đi nghỉ hè vậy. Thật ra lâu lâu ở lều một lần quý vị cảm thấy tốt hơn.
Như một sự thay đổi. Sự thay đổi cũng tốt như đi nghỉ mát. Chúng ta quá quyến luyến vào những ngôi cao ốc và tương tự vậy. Nhưng chúng cũng tốt khi trời mưa.